Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 48. Ung nhọt tự lành. Cư sĩ Cam Quả Ngạn có một cháu gái gọi bằng bà, tên là Hoàng Tuyết Mai. Vừa mới chào đời được 100 ngày thì trên đầu bé nổi lên những mụn ghẻ lở. Và vào mùa hè nóng bức, những mụn này bị bể chảy mủ máu ra nên rất tanh hôi. Người nào đến gần bé đều cũng phải bịt mũi lại. Bệnh ghẻ càng ngày càng lan ra trầm trọng. Chung quanh những mụn nhọt, tóc đều bị rụng hết nên để lộ ra những mảng sói thật khó coi. Trong những năm đó, dù gia đình của bé đã bỏ công chạy tìm bác sĩ đông tây y gì, cũng đều không trị được bệnh của bé. Cuối cùng, họ đành dùng những cách chữa bệnh theo pháp gia truyền, hy vọng sẽ làm lành được các mụn nhọt, nhưng rồi cũng chẳng có công hiệu gì. Khi đứa bé được 3 tuổi, cha bé qua đời, còn mẹ phải đi làm thuê để nuôi con. Tiền lương mỗi tháng bà đều đổ dồn vào việc chữa trị cho bé. Nhưng rồi bệnh trạng bé cũng vẫn thế. Mỗi lần nhìn thấy con như vậy thì bà mẹ lại đấm ngực, dậm chân, than thân trách phận. Đến lúc lên 10 tuổi, mụn nhọt trên đầu bé vẫn không bớt. Một ngày nọ, nhờ duyên lành bé gặp ngài và được ngài truyền quy y Tam Bảo. Sau khi quy y, những mụn ghẻ bắt đầu khô mặt, rồi tóc cũng dần mọc ra. Hơn 10 năm mang bệnh, nay bỗng chốc được lành. Sau này, ai nhìn đầu bé mọc tóc đầy đủ cũng đều không thể tưởng tượng ra cái tướng mạo khó coi của bé lúc trước. Ha ha ha,